Chào chị Trúc. Tôi là bác sĩ Thành ở bên khoa phục hồi chức năng. Hôm nay tôi đến gặp chị để mà giải thích cho chị về cái vai trò của cái phục hồi chức năng vật lý trị liệu sau mổ. Thì bây giờ chị đã sắp sửa được lên chương trình mổ rồi. Thì khi mà mổ thì cần phải được gây mê, gây tê. Và sau khi mổ thì mình sẽ đau, mình sẽ có thể là lo lắng. Lúc đó mà mình hướng dẫn cái chế độ tập luyện thì nó sẽ không tốt bằng hướng dẫn ngay bây giờ. Cho nên là ở Bệnh viện Đại học Y Dược thì chúng tôi có cái chương trình là hướng dẫn ngay trước mổ. Thế thì một lát sẽ có các kỹ thuật viên vật lý trị liệu sẽ đến để hướng dẫn và giúp đỡ cho chị những cái vấn đề tập luyện vận động, tập luyện hô hấp trước mổ. Thì ngay sau mổ khi mà mình tỉnh dậy thì sẽ có các kỹ thuật viên tiếp tục tập cho mình ngay. Thì cái mục đích của cái việc tập đó là làm cho mình hồi phục càng sớm càng tốt. Bởi vì nguyên tắc là sau mổ là mình cần phải ngồi dậy sớm, đi đứng vận động sớm để mà giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục, rút ngắn cái thời gian nằm viện và đặc biệt là phòng chống được những cái biến chứng có thể xảy ra như là viêm phổi, tắc mạch, rồi loét do nằm lâu, nhiễm trùng tiết niệu, vân vân. Chào cô, con là kỹ thuật viên bệnh vật lý trị liệu. Hôm nay con sẽ tới hướng dẫn cô tập vật lý trị liệu trước mổ. Thì chủ yếu cố gắng mình tập những cái động tác để sau khi mổ xong thì mình vẫn tiếp tục những động tác đó. Mục đích là mình để giảm sưng, giảm đau cái chân của mình, gia tăng tầm vận động cơ của mình và cố gắng ngồi dậy càng sớm càng tốt ha. Bây giờ con sẽ hướng dẫn cô một số động tác để sau khi mổ xong cô thực hiện giùm con. Một ngày cô sẽ tập cho con 3 lần, mỗi động tác làm từ 10 tới 15 cái. Động tác đầu tiên là mình sẽ đạp bàn chân lên xuống ha. Sau mổ xong mình cứ vận động giống vậy. Đúng rồi, ngóc cao lên, đạp lên xuống. Động tác thứ hai là ngóc cái bàn chân lên, ấn cái đầu gối chặt xuống giường. Giữ im 10 tới 15 giây cho con. Mỗi động tác mình làm từ 10 tới 15 cái. Động tác thứ ba là mình sẽ đạp thẳng bàn chân xuống giường. Ấn cái gót xuống, giữ chặt cũng 10 15 giây. Mỗi động tác cũng vẫn tiếp tục 10 tới 15 cái nha. Rồi, động tác thứ tư, mình sẽ ngóc cái bàn chân lên. Giở chân lên xuống. Đúng rồi, hạ xuống, nhẹ nhàng, cố gắng tập nha. Rồi, động tác thứ 5, cũng vẫn ngóc bàn chân lên, ấn chặt xuống, đưa chân ra chỗ con. Nghỉ, động tác thứ 6 là động tác quan trọng nhất, cố gắng mình co được bao nhiêu cứ co sau mổ ha. Tại vì sau mổ xong đau lắm, mình sợ co cái phần này nó rất là đau, cho mình ráng cố gắng giùm con. Rồi. Chào chị Thanh. Dạ. Hôm nay chị thấy đau ít hay là nhiều? Dạ. Thì thường là sau mổ thì hầu hết mọi người đều có đau. Thì trong cái ngày đầu tiên ấy, thì mình sẽ được kỹ thuật viên hướng dẫn cho ngồi dậy sớm, tập vận động khớp tại giường. Và nếu mà không đau nhiều thì có thể tập đứng xuống đất luôn với cái khung tập đi. Và nếu mà mình đau ít thì thậm chí mình có thể đi vài bước tại giường. Thế có nghĩa là mình có thể tập đi tập đứng rất là sớm. Và thông thường đến ngày thứ 2 ấy, khi mình khỏe hơn thì các kỹ thuật viên sẽ hướng dẫn và giúp đỡ cho mình có thể sử dụng nhà vệ sinh để mình khỏi không cần thiết phải đi vệ sinh tại giường. Nó vừa bất tiện cho mình mà vừa ảnh hưởng đến những người khác. Đó. Và sau đó tiếp tục mình sẽ được tập vận động khớp và tập đi đứng. Thì thường thường khoảng sau 3-4 ngày thì mình có thể đi được ra khỏi bệnh phòng và đi ra hành lang. Đến 5-6 ngày thì có thể là mình sẽ được xuất viện. Trước khi xuất viện ấy, thì mình sẽ được các kỹ thuật viên hướng dẫn những cái bài tập để mình tiếp tục mình về nhà, mình tập tại nhà. Và sau đó 1-2 tuần thì chị sẽ tái khám lại tại Bệnh viện Đại học Y Dược và gặp lại bác sĩ chấn thương chỉnh hình, gặp lại bác sĩ phục hồi chức năng để được thăm khám, đánh giá lại và theo dõi cái quá trình hồi phục xem có tốt hay không. Và sẽ có những cái chỉ dẫn tiếp theo. Đồng thời chị cũng sẽ gặp lại kỹ thuật viên vật lý trị liệu để được hướng dẫn những cái bài tập tiếp theo nó tương ứng với cái giai đoạn phục hồi của mình. Đó. Thì nếu mà mình có thể tuân thủ tốt, đầy đủ tất cả những cái chỉ dẫn, những cái lần tái khám đó thì cái quá trình hồi phục của mình sẽ là tốt nhất. Chào cô, con là kỹ thuật viên bên vật lý trị liệu. Hôm nay con sẽ tới hướng dẫn cho cô tập vật lý trị liệu sau mổ, thay khớp gối. Thì sau mổ thay khớp gối, chủ yếu mình sẽ tập vận động để cho giảm sưng phù cái chân của mình. Cái thứ hai, tập cho nó mạnh cơ và gia tăng tuần hoàn khớp. Nhưng quan trọng là cô cố gắng ngồi dậy càng sớm càng tốt, đi ra khỏi giường càng sớm càng tốt nha. Đầu tiên, con sẽ hướng dẫn cho cô kê chân. Thì cái quan trọng nhất là cái sau mổ thay khớp gối, mình sợ nhất là cái mất duỗi thay khớp gối. Thì mình kê chân thì mình sẽ kê từ cái phần ngắn chân cho tới gót chân, chừa cái phần gót chân này ra để mình tập vận động lên xuống như vậy.
mục đích là để cho nó giảm sưng phù cái chân ha. Không được chêm lót bất cứ thứ gì ở phía dưới những chân như vậy là sai. Như vậy nó sẽ làm cho cái chân của mình cong, tập ra nó sẽ rất là đau và sau này mình sẽ khó lấy được cái tầm vận động khớp được bình thường nha. Như vậy là đúng nhất. Rồi. Đó. Như vậy, một ngày mình sẽ kê cho con khoảng 3 lần, mỗi lần khoảng nửa tiếng. Cứ tập vận động như vậy nó sẽ tốt cho cái chân của cô, nó sẽ giảm sưng. Bây giờ con sẽ hướng dẫn cho cô cái chườm lạnh ha. Thì khi chườm lạnh thì mình chườm lên trên cái phần chỗ mổ của mình, nhưng mà nên nhớ cái chỗ mổ của mình thường là sẽ băng thun rất là dày. Cái chỗ đó thì mình sẽ không cần chườm, mình sẽ chườm những chỗ băng mỏng hơn. Một ngày mình sẽ chườm cho con là cách 2 đến 3 tiếng đồng hồ chườm một lần, một lần khoảng 15-20 phút. Khi chườm thì mình sẽ lấy cho con một cái khăn lót mỏng qua ha. Rồi sau đó mình sẽ để cái túi chườm lạnh lên như vậy. Như vậy là sẽ tốt nhất cho cái chân. Trong thời gian cái chườm lạnh mình có thể kê cao chân như vậy là tốt nhất. Rồi bây giờ con sẽ hướng dẫn cho cô tập nha. Đầu tiên là mình sẽ đạp phần cổ chân lên xuống. Đúng rồi. Mỗi động tác làm cho con từ 10 tới 15 cái. Đúng rồi, tốt. Rồi động tác thứ hai, ngóc cái bàn chân lên, ấn chặt cái đầu gối xuống giường. Cố gắng ấn cho cái nhượng chân của mình sát xuống giường ha. Khi cái tay con không thọt vào được là tốt nhất. Giữ lại 10 tới 15 giây, mỗi động tác cũng vẫn tiếp tục 10 tới 15 cái nha. Động tác thứ ba, mình đạp thẳng bàn chân ra, ấn cái gót chặt xuống giường. Đúng rồi, tốt. Giữ tiếp tục. Vẫn 10 tới 15 giây. Nghỉ. Động tác thứ tư là mình ngóc cái bàn chân lên, giữ im. Co chân này lên giùm con để mình tránh đau lưng ha. Rồi sau đó dở chân thẳng lên. Sau mổ thì nó sẽ hơi đau cho nên mình ráng cố gắng mình tập ha. Tập được sớm thì cái chân của mình lấy được tầm vận động được tốt, thì mình đi đứng nó sẽ dễ hơn. Động tác kế tiếp là vẫn ấn cái đầu gối, giữ cái chân, đưa chân ra chỗ con. Đúng rồi. Đưa ra. Đưa ra. Đưa ra. Đúng rồi, tốt. Ngừng. Động tác kế tiếp là co cái đầu gối lại. Đau không cô? À, đúng rồi, tốt. Thẳng. Tiếp tục co. Cố gắng tập gập gối ha. Cố gắng đạt được 90 độ trước khi xuất viện. Sau khi xuất viện xong, mình cố gắng mình tập ít nhất khoảng 3 tháng nữa cho cái tầm vận động khớp của mình đạt lại bình thường giống như cái chân bên kia ha. Rồi xong chân mình mạnh cơ rồi này kia lên, như vậy mới tốt. Cố gắng về nhà tập thêm nha. Bây giờ tiếp nha, mình sẽ co chân lên. Co lên, co lên, đúng rồi, tốt. Đau không cô? Rồi, tốt. Rồi, nhấc cái mông lên giùm con 10 cái nào. Đúng rồi, 1 2 Đúng rồi, tiếp tục. Rồi, ngừng. Nghỉ. Bây giờ nằm nghiêng qua bên kia giùm con nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tập nghiêng nha. Bây giờ co chân dở lên. Đúng rồi. Dở chân thẳng lên. Vẫn tiếp tục làm từ 10 tới 15 cái nha cô. Rồi, nghỉ. Bây giờ nằm ngửa lại nào. Bây giờ nghiêng qua bên con nha. Nghiêng qua đây. Bỏ hai chân xuống giường. Bỏ hai chân xuống giường. Bây giờ con sẽ hướng dẫn cho cô ngồi dậy. Tay mình chống xuống. Rồi, ngồi dậy giùm con. Rồi, bây giờ chờ người tới trước. Chờ người tới trước, chống hai cái tay xuống cái khung. Rồi, chống cái chân đứng lên. Đúng rồi, tốt. Đứng lên, thẳng người lên nha. Rồi. Nhón chân lên xuống, đổi chân, đổi chân. Rồi, đẩy khung tới trước, đứng im. Rồi, bây giờ nè, mình sẽ tập nhón chân lên xuống, chân mổ làm trước. Đúng rồi, 10 cái nha. Rồi, đổi chân, đổi chân. Đúng rồi, tốt. Rồi, đổi động tác. Dở chân này lên, 10 cái nào. Này đau nhiều nè. Rồi, đổi chân. Rồi, bắt đầu hạ xuống mình đi nè. Khùng. Chân yếu bước lên. Bước ngắn thôi, bước ngắn thôi. Chân mạnh. Chân mạnh bước tới. Khùng. Chân yếu. Chân mạnh. Khùng. Chân yếu. Chân mạnh. Khùng. Chân rộng bước bình thường thôi, không có xéo bên kia. Chân mạnh. Khùng. Chân yếu.
Rồi bây giờ trước khi đi vệ sinh tốt nhất là mình sẽ kéo quần xuống, sau đó ngồi. Tại vì mình ngồi xuống mình kéo cái quần mình chồm tới nên sẽ nguy cơ dễ bị té ngã. Thì bây giờ trước khi ngồi xuống tốt nhất là chân yếu bước ra trước giùm cho con một bước. Đúng rồi, tay mạnh vịn cái khung, tay yếu mình sẽ vịn xuống cái nắp bồn cầu. Đây. Rồi sau đó mình chu cái mông ra phía sau, mình ngồi xuống từ từ. Đúng rồi, tốt. Ha, như vậy nó sẽ giảm cái té ngã của mình, tại vì nó đỡ đau hơn. Còn khi mình gập gối nhiều quá thì mình ngồi xuống nó căng cái vết thương nó đau, mình ngồi không có được, mình nghiêng qua sẽ dễ bị té nha. Rồi bây giờ khi đứng dậy thì tốt nhất là mình nhích cái người ra phía trước cho cái mông mình sát cái mép bồn cầu. Rồi giữ im. Rồi bây giờ vẫn giống như vậy nha, tay vẫn vịn cái khung, tay này vẫn vịn xuống cái nắp bồn cầu. Rồi chồng người ra phía trước đứng lên. Đúng rồi, tốt. Rồi đi vô nè, khung chân yếu chân mạnh,